Sai lầm lớn nhất của MU, huyền thoại Rio Ferdinand than thở về sai lầm lớn nhất của Manchester United.Gần 2 năm sau cảnh báo của Gary Neville, huyền thoại Manchester United Rio Ferdinand đã chỉ trích đội chủ sân Âu Trafford vì không có lập trường cứng rắn với người đại diện của các cầu thủ, khi quỷ đỏ đối mặt với nguy cơ mất các ngôi sao như Paul Pogba miễn phí vì hết hợp đồng.Rio Ferdinand cho rằng lỗi lớn nhất của MU trong thời gian gần đây là không nắm bắt và giải quyết triệt để những ồn ào bên ngoài do cầu thủ của mình tạo ra. Quỷ Đỏ đã chịu thất sủng kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, MU không thể chạm tay vào danh hiệu Premier League kể từ năm 2013 và không có bất cứ chức vô địch nào từ năm 2017 đến nay hàng trăm triệu bảng anh đã được mu chi ra mua các ngôi sao phần lớn trong số đó không thành công với nhiều tên tuổi đến rồi chia tay sân âu Trafford không kèn không trống theo rio ferdinand người đại diện của các cầu thủ mu có thể chia sẻ công khai hoàn cảnh và tương lai của thân chủ mình điều đó gây ra ảnh hưởng tiêu cực đầy mạnh mẽ nó có nghĩa là những cá nhân như Paul Pogba người làm việc cùng siêu cò mino raiola sẵn sàng công khai bày tỏ quan điểm của mình rio ferdinand bình luận trên kênh youtube của mình tôi nghĩ rằng sai lầm lớn nhất manchester united mắc phải trong những năm gần đây là cho phép một số cầu thủ và người đại diện của cầu thủ nói lời không tôn trọng câu lạc bộ một cách công khai manchester united đã không đóng sầm cánh cửa lại và đặt những con người họ có vào đúng vị trí họ cần làm bạn không thể cho phép điều đó xảy ra bởi trong một phút bạn cho phép nó xảy ra một lần một lần họ bước ra khỏi giới hạn những cầu thủ khác và người gắn kết với họ sẽ bắt đầu nghĩ ô anh ta làm được điều đó rồi tôi nghĩ rằng điều đó không để lại hậu quả nào cả các cầu thủ sẽ không gặp bất kỳ tai họa nào ở câu lạc bộ bạn phải bắt cầu thủ đó ngay lập tức tôi không hiểu câu lạc bộ đó là sai lầm mà hệ thống phân cấp của manchester united những năm gần đây đã hoạt động không hiệu quả họ đã để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ phải thể hiện thái độ rõ ràng với những người đó chứ, MU đang đối mặt với nguy cơ mất trắng bản hợp đồng kỷ lục lịch sử câu lạc bộ trị giá 89 triệu bảng Anh Paul Pogba, người hết hợp đồng với đội chủ sân Âu Trafford trong vài tháng tới. Những mùa gần đây, Pogba thông qua người đại diện của mình là Mino Raiola công khai ý định chia tay MU rất nhiều lần. Raiola từng làm cò đem nhiều cầu thủ đến Âu Trafford trong quá khứ đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì hành vi của ông. Vào năm 2020, một huyền thoại khác của MU là Gary Neville từng cảnh báo câu lạc bộ phải cắt đứt quan hệ với siêu cò đầy ma mãnh này. Gary Neville nói trên Sky Sports những gì Manchester United cần làm là đưa ra lập trường với người đại diện đó. Mino Raiola đã gây rối cho họ trong nhiều năm khi làm đại diện cho Pogba và các cầu thủ khác. Tại sao Manchester United cho phép mình bị chơi như vậy? Tôi sẽ không bao giờ biết được. Mino Raiola là cái gai nghiêm trọng với họ. Manchester United nên giữ vững lập trường không làm ăn với ông ấy và nói với các cầu thủ rằng nếu họ muốn Raiola làm người đại diện, chúng tôi sẽ không thực hiện các giao dịch với bạn, nếu điều đó xảy ra, Manchester United sẽ không thể mua được tiền đạo của Borussia Dortmund Erling Haaland, người đang được đại diện bởi Mino Raiola.